Chào mừng các bạn đến với kênh Tiểu học Channel. Hôm nay cô sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện cổ tích thế giới. Câu chuyện kể về một cô gái xinh đẹp nhưng nhiều lần bị hãm hại. Tuy nhiên, cô đã được cứu sống và gặp được hoàng tử. Các bạn có đoán được đó là câu chuyện gì không? Đó chính là câu chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Các bạn cùng lắng nghe cô kể chuyện nhé. Ngày xưa, có một vị vua cưới được một hoàng hậu xinh đẹp. Hoàng hậu là một phụ nữ đáng kính. Hằng ngày, bà hường cầu nguyện trước Chúa. Bà ấy mong ước có một đứa con gái sẽ đẹp hơn mình nhiều lần. Không lâu sau đó, hoàng hậu đã hạ sinh được một bé gái vào một ngày trời đầy tuyết. Làn da của cô bé trắng như tuyết, nên bé được đặt tên là Bạch Tuyết. Thật không may, hoàng hậu qua đời khi Bạch Tuyết vẫn còn rất nhỏ. 3 năm trôi qua và Bạch Tuyết lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp. Bố của cô, nhà vua, đã cưới một người phụ nữ xinh đẹp khác. Bà ta chính là một mụ phù thủy. Nhà vua giới thiệu con gái của ông với người mẹ kế. Bà ta đã hứa rằng sẽ yêu thương cô gái nhỏ như chính con gái ruột của mình. Bà hoàng hậu có một cái gương thần, có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào được bà đặt ra. Trước khi trở thành hoàng hậu, cứ mỗi khi bà đứng trước gương để chải chuốt, bà ta thường hỏi gương thần: ai là người đẹp nhất thế gian? Gương thần sẽ trả lời: bà chính là người đẹp nhất. Nhưng sau khi trở thành hoàng hậu, bà ta đứng trước gương thần và nhìn hình ảnh của bà trong gương với vẻ kiêu ngạo. Bà ta chắc chắn rằng bây giờ bà đã đẹp hơn trước rất nhiều. Nên bà hỏi gương: ai là người xinh đẹp nhất trong cả vương quốc? Gương trả lời: Bạch Tuyết là người xinh đẹp nhất thế gian. Nghe câu trả lời của gương thần, hoàng hậu đã tức điên lên. Vì vậy, bà ta đã gọi một người thợ săn và ra lệnh rằng: dẫn Bạch Tuyết vào trong rừng và giết cô ta. Đem trái tim của cô ta về đây cho ta, để chứng minh rằng cô ta không còn sống nữa. Người thợ săn dẫn công chúa vào rừng, nhưng vì thương hại cô, ông nói: hãy chạy trốn khỏi đây để được an toàn, nếu không hoàng hậu sẽ giết cô. Sau đó, người thợ săn giết một con nai, đem trái tim của nó về cho bà hoàng hậu. Về phía Bạch Tuyết, nàng cứ đi lang thang cho đến khi đến được một ngôi nhà nhỏ. Bạch Tuyết mở cửa nhà và rất ngạc nhiên khi thấy 7 chiếc giường nhỏ bên trong. Chủ của ngôi nhà đã đi vắng. Vì quá mệt, cô đã xếp 7 chiếc giường lại và nằm xuống. Chẳng mấy chốc, nàng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, những chú lùn sống trong ngôi nhà đó trở về, nhìn thấy một cô gái nằm ngủ trên giường của họ. Họ thì thầm với nhau: người con gái xinh đẹp này là ai? Sao lại ngủ trên giường của chúng ta? Họ rất thích nàng và không quấy rầy nàng. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết thức dậy và rất sợ hãi khi nhìn thấy 7 chú lùn. Nhưng thấy họ mỉm cười nhẹ nhàng, nỗi lo sợ của nàng đã biến mất. Nàng cảm thấy rằng mình đang được ở cùng những người thân thiện. Chẳng mấy chốc, họ trở thành những người bạn tốt. Bạch Tuyết kể cho những chú lùn nghe tất cả về người mẹ kế xấu xa của nàng, người muốn nàng phải chết. Những chú lùn nói với Bạch Tuyết: ở lại đây với chúng tôi đi, nàng sẽ không phải sợ hãi ai nữa. Cảm ơn, ta sẽ chăm sóc cho các anh thật tốt, nàng trả lời. Sống cùng những chú lùn, đối xử rất tốt với nàng. Nàng không hề biết rằng mình ở không xa vương quốc của cha là bao. Về khuya hoàng hậu, bà ta đứng trước gương thần vào buổi sáng hôm sau để chạy chuốt. Bà ta hỏi tấm gương: bây giờ ai là người đẹp nhất trong cả vương quốc nào? Bạch Tuyết, gương trả lời. Bà hoàng hậu đã rất giận dữ
và ngay lập tức cho gọi người thợ săn. Bà ta nhốt ông vào ngục và suy nghĩ cách loại trừ Bạch Tuyết một lần và mãi mãi. Hoàng hậu độc ác lấy một dải ri băng lụa và yếm một câu thần chú chết người lên đó. Sau đó, bà ta cải trang thành một bà bán hàng rong già, đi đến ngôi nhà mà Bạch Tuyết đang sống với những chú lùn. Bà ta gõ cửa và Bạch Tuyết đã mở cửa. Sau khi nàng mua dải ri băng, bà ta bỏ đi. Ngay khi Bạch Tuyết cột dải ri băng, nàng đã bị hôn mê. Những chú lùn trở về nhà vào buổi tối và nhìn thấy Bạch Tuyết đã nằm bất động. May mắn thay, họ lấy dải ri băng ra khỏi cột tóc của nàng và nàng tỉnh dậy. Ngay khi Bạch Tuyết thức dậy khỏi cơn mê, người mẹ kế của nàng đã biết được việc này thông qua phép thuật của bà ta. Vì vậy, bà ta đã suy nghĩ một cách khác để hãm hại Bạch Tuyết. Lần này, bà hoàng hậu hóa trang thành một người bán trái cây. Bà ta lấy một giỏ chứa những trái táo độc, đi đến nhà Bạch Tuyết đang sống. Một lần nữa, bà ta nài nỉ nàng mua quả táo và nàng đã đồng ý. Mặc dù những chú lùn đã cảnh báo với nàng phải cẩn thận trước những người lạ. Ngay khi Bạch Tuyết cắn một miếng nhỏ từ quả táo độc, nàng đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hoàng hậu xấu xa nhìn Bạch Tuyết tội nghiệp qua cửa sổ. Bà ta tỏ vẻ vui mừng. Bà ta chắc chắn rằng lần này Bạch Tuyết sẽ không thể sống lại nữa. Bà ta sải chân bước dài, trở về cung điện với niềm tin rằng kế hoạch xấu xa của bà đã thành công. Về phần Bạch Tuyết, nàng không thể đứng vững trước tác dụng của thuốc độc. Nàng lảo đảo và ngã xuống đất. Khi những chú lùn trở về nhà vào buổi tối sau một ngày làm việc, họ nhìn thấy Bạch Tuyết nằm bất động trên mặt đất. Họ quan sát nàng gần hơn, nhưng họ không nhận ra có điều gì khác thường cả. Chỉ trong chốc lát, họ biết rằng nàng đã bị đầu độc. Họ rất lấy làm tiếc cho nàng, nhưng cũng trách nàng vì đã không đề phòng, mặc cho lời cảnh báo nghiêm khắc của họ về những người lạ. Những chú lùn tin chắc Bạch Tuyết sẽ không thể sống lại được nữa. Những chú lùn đã rất buồn vì Bạch Tuyết sẽ chết. Lòng nặng trĩu, họ đặt nàng vào một chiếc hòm bằng thủy tinh chứa đầy những bông hoa hồng trắng. Sau đó, họ mang chiếc hòm tới một nơi yên tĩnh trong rừng rậm. Những chú lùn đặt chiếc hòm gần một cái cây và chuẩn bị về nhà. Họ đã khóc cho kết cục đáng thương của nàng Bạch Tuyết. Ngay khi những chú lùn chào tạm biệt với Bạch Tuyết, thì một chàng hoàng tử cưỡi chú ngựa bạch mã đi đến. Hoàng tử cảm thấy tò mò và đến bên những chú lùn để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi hoàng tử nhìn thấy Bạch Tuyết nằm trong chiếc hòm chứa đầy những bông hoa hồng trắng, chàng đã rất ngạc nhiên vì sắc đẹp của nàng. Chàng bước xuống ngựa và đến gần chiếc hòm. Hoàng tử quỳ xuống, đưa mặt mình lại gần Bạch Tuyết để xem nàng có còn thở hay không. Chàng rất vui khi thấy nàng vẫn còn sống. Vì vậy, chàng nhẹ nhàng hôn nàng, mong ước rằng chàng sẽ cưới nàng nếu Chúa ban cho nàng sự sống. Ngay khi hoàng tử hôn Bạch Tuyết, nàng đã bắt đầu hé nhẹ mắt. Không lâu sau, nàng tỉnh dậy vì tác dụng của thuốc độc đã hết. Khi những chú lùn nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh dậy, họ đã rất vui mừng. Họ nhảy nhót trong niềm vui và hát cho cuộc sống lâu dài của Bạch Tuyết. Nàng kể hết cho họ những chuyện đã xảy ra. Hoàng tử cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện của chàng đã thành hiện thực và Bạch Tuyết đã ổn. Vì vậy, chàng đã cầu hôn nàng. Bạch Tuyết vui mừng chấp nhận lời cầu hôn. Về phần những chú lùn, họ theo hoàng tử và Bạch Tuyết đến cuối khu rừng. Họ nhắn nhủ với nàng đừng bao giờ quên họ. Họ nhắn nhủ hoàng tử hãy cùng với Bạch Tuyết ghé thăm nơi của họ. Hai người đồng ý với điều những chú lùn vừa nói. Những chú lùn đã rất vui mừng vì hoàng tử và Bạch Tuyết đã chấp nhận lời mời của họ. Họ quay trở về ngôi nhà của họ trong rừng. Về phía hoàng tử và Bạch Tuyết,
họ đi về phía kinh đô của vương quốc, được trị vì bởi cha của hoàng tử. Khi hoàng tử và Bạch Tuyết đến vương quốc của cha hoàng tử, họ đã kết hôn với sự trang nghiêm và tráng lệ. Một buổi chiêu đãi trang trọng được tổ chức. Tất cả những vị vua ở các nước láng giềng đều được mời. Mụ hoàng hậu xấu xa cũng đi cùng với nhà vua để tham dự buổi chiêu đãi. Ngay khi mụ hoàng hậu xấu xa nhìn thấy Bạch Tuyết, bà ta cực kỳ ghen tị, quá sốc đến nỗi bà ta đã bị bệnh và chết vài ngày sau đó. Nhà vua đã biết hết mọi việc, vì vậy ông thả người thợ săn ra khỏi tù. Từ đó Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Các em thân mến, câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Hãy comment bên dưới để cô biết nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu Học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.